kính chào các bạn. Hôm nay mùng 4 tháng 7 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trước cửa của tòa đại sứ Mỹ tại Berlin. Và sau lưng tôi đây các bạn cũng tự chứng kiến, đây là tòa đại sứ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Berlin, tức là tại Đức. Và cái tòa đại sứ này nằm ngay ở trung tâm Berlin, và cách từ đây đến cổng thành Brandenburg Tor là cái trái tim của nước Đức chỉ có vài 200-300 mét mà thôi. Và cũng ngay cạnh nơi mà đại sứ quán Mỹ ở đây thì là có cái tượng đài tưởng niệm rất lớn của những cái người đã bị giết trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là những cái người mà Do Thái. Và ở đây tôi đang đứng ở ngay khuôn viên này, và như các bạn cũng đã biết, trong thời gian vừa qua trong báo chí trong nước và quốc tế đồng loạt đăng tin về việc là địa chấn ngành thép, nhưng không bất ngờ, tức là ngành thép Việt Nam đã trải qua cơn địa chấn khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tức là DOC, quyết định áp mức thuế lên tới 456,23% với thép chống rỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là cái việc mà nước Mỹ đã phải làm và Tổng thống Trump đã phải làm, bởi vì như các bạn đã biết, Việt Nam là cái nơi mà các nước đã đưa các những cái sản phẩm độc hại đến đó để gia công, và từ đó lại xuất đi cho các nước khác. Thì khi mà ông Tổng thống Mỹ Trump đánh thuế mạnh vào trung thép và các sản phẩm của Trung Quốc, thì lập tức là những cái công ty đang sản xuất ở Trung Quốc họ đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam để được hưởng cái thuế ưu đãi. Đó là việc họ đưa những nguyên liệu thô hoặc là những nguyên liệu gần xong thành phẩm thì trở vào Việt Nam và sau đó dán mác hàng của Việt Nam để xuất sang Mỹ. Gần đây nhất tại Hà Nội chúng ta đã chứng kiến cái công ty mà sản xuất về thiết bị điện tử đã bị đưa ra ánh sáng về việc là họ đã dùng những cái sản phẩm và những cái phụ kiện của Trung Quốc và mang về Việt Nam, và họ đã xóa cái mác Made in China ra và sau đó dán vào mác Made in Việt Nam vào để tiêu thụ ở trong nội địa ở Việt Nam và nói rằng đấy là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và điều đó đã gây ra tác hại rất lớn đối với cả những người dùng, bởi vì họ đã phải mua phải những sản phẩm mà không đúng như là đã quảng cáo và thậm chí có thể nói là bị lừa dối. Và nếu trường hợp như vậy ở Đức thì chắc chắn rằng những cái người mà sản xuất những sản phẩm đó sẽ bị truy tố trước pháp luật, và những cái người mà mua phải những sản phẩm đó có thể đến kiện, đòi kiện bồi thường một cách thích đáng và yêu cầu những cái chủ doanh nghiệp sản xuất mặt hàng đó phải đính chính và xin lỗi trước toàn dân. Thì đây là những hình ảnh mà các báo chí trong nước đồng loạt đăng về cái việc mà chính phủ Mỹ đã quyết định là bắt đầu từ đầu tháng 8 sẽ đánh thuế 456,23% cho thép chống rỉ và thép cán nguội được nhập khẩu từ Việt Nam và có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan. Và Đài Loan thì như các bạn cũng đã biết là cái nơi, cái nôi của cái nhà máy sản xuất thép. Vâng, ở đây là một cái người khách du lịch, họ cũng đã rất là tò mò vì có lẽ là không bao giờ thấy những cái phóng viên của Việt Nam đứng ở ngay trước tòa đại sứ Mỹ và cái khu vực trung tâm này để tường trình, tường thuật cho các bạn. Vâng, tôi đi thêm vào đề tài đó thì những cái khu tức là sản xuất gang thép như là Formosa ở Hà Tĩnh, tại đó thì thường xuyên sử dụng những công nghệ lạc hậu từ than cốc để họ có thể luyện thép, và đã thải ra môi trường Việt Nam rất nhiều khí thải, chất thải, và đã ảnh hưởng đến việc mà môi trường môi sinh cho cả 4 tỉnh miền Trung, và trong thời gian vừa qua cho đến thời gian hiện nay vẫn chưa được khôi phục một cách thỏa đáng. Và những người dân đó họ đã bị mất nghề nghiệp, mất tàu thuyền, không thể đi đánh cá được bởi vì là không còn cá mà đánh nữa, và môi trường thì bị ô nhiễm và thức ăn thì độc hại. Đấy là điều rất tệ hại của những cái nước mà họ mang đến dây chuyền công nghệ cũ đến Việt Nam để họ sản xuất và đưa ra thị trường quốc tế. Và hiện nay thì Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định là bắt đầu đầu tháng 8 sẽ đánh thuế tới 456,23% cho các loại thép chống rỉ và thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam trên cơ sở sử dụng những nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan. Và các bạn, rất nhiều tờ báo khác ở quốc tế cũng đã đăng, tuy nhiên ở trong nước thì các bạn cũng khó truy cập. Ví dụ như tờ báo của EFA, của Đài Châu Á Tự Do, cũng đã đăng rất rõ Mỹ áp thuế hơn 450% lên thép nhập khẩu từ Việt Nam. Và đây là cái hình ảnh của bài báo đó. Bởi vì ở trong nước thì rất hay chặn, tuyên giáo Việt Nam chặn các tờ báo, kể cả tờ Thời báo ở trong nước cũng bị chặn.
Thì chính vì vậy mà các bạn và những doanh nghiệp đó không biết được, ít biết những cái thông tin sự thật như thế này. Thì đấy là cái điều mà rất là thiệt thòi cho những doanh nghiệp, những người kinh doanh của Việt Nam. Và không thể im lặng trước những cái thông tin quan trọng như vậy. Thì ngay cả ngày hôm nay, trang thông tấn xã Việt Nam, Việt Nam Plus cũng đã phải đăng tải là Mỹ áp thuế cao ngất ngưởng, ngành thép Việt Nam có chịu ảnh hưởng hay không. Đây là câu hỏi mà tờ Việt Nam Net của thông tấn xã Việt Nam đã đăng ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn cần phải điều tra những thông tin này cụ thể, đặc biệt là những cái việc khi chính phủ Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump đã quyết định đánh thuế hàng hóa Việt Nam, thì những cái vấn đề, thì những cái đã đánh thuế Việt Nam ấy, thì những cái vấn đề mà tới đây chắc chắn sẽ tiếp tục những mặt hàng khác sẽ bị ảnh hưởng theo, và các bạn cũng phải đề phòng trường hợp sẽ xảy ra. Và cũng trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã đi dự hội nghị G20 tại Nhật Bản. Phải nói rằng là cái việc mà đi dự G20 này là do lời mời của bên chính phủ Nhật Bản, chứ không phải là do Việt Nam là một cái nền kinh tế phát triển hay lớn gì mà được mời. Tuy nhiên thì ông ta đã tận dụng, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tận dụng cái cơ hội này để đến làm quen, đến làm gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, để có lẽ là để họ có cái mong muốn rằng là sẽ nương tay đánh thuế nhẹ đối với những cái sản phẩm của Việt Nam, và đặc biệt là phần thép. Tuy nhiên ngay sau hội nghị G20 thì phía chính phủ Mỹ, tức là bên Tổng thống Mỹ, đã vẫn quyết định đánh thuế rất cao mặt hàng thép này, bởi vì họ cho rằng là Việt Nam đã lợi dụng một cách bất hợp pháp cái việc mà khi mà Mỹ đánh thuế những cái nước khác, thì họ đã những cái nước kia đã đưa sản phẩm thép và những cái sản phẩm mà bị Mỹ đánh thuế vào Việt Nam và dán mác hàng của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Thì đấy là cái điều mà rất nghiêm trọng về việc là nước Mỹ đã bị lợi dụng. Và chính vì vậy mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đánh thuế. Và cái điều này đã bắt đầu từ đầu tháng 8 năm 2019, cho những đơn hàng bắt đầu được ký từ đầu tháng 8 năm 2019. Vâng, chúng ta đã đứng ở ngay trung tâm Berlin, và phía sau tôi là tòa đại sứ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tức là của Mỹ tại Berlin. Và đây là hình ảnh của cái người đứng đầu của chính quyền Mỹ, đấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và phía sau là, các bạn đã thấy phía sau là quốc kỳ của Hoa Kỳ. Đây là cái nơi mà rất quan trọng đối với Mỹ, bởi vì là Hoa Kỳ là một đất nước sau Thế chiến thứ hai đã chiến thắng, và họ đã giúp nước Đức xây dựng lại đất nước. Và hiện nay nước Đức đã trở thành một thể chế dân chủ tự do, và ở đây cuộc sống của những người dân rất tốt và đảm bảo. Chính vì vậy rất nhiều người Việt Nam đã đến đây để định cư. Và đây là hình ảnh của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, cái người mà hiện nay đang lãnh đạo nước Mỹ, và ông ta đã quyết định đánh thuế hàng hóa Việt Nam. Và các bạn cũng đã biết trong những cái lần phát biểu của ông Donald Trump rất rõ ràng về quan điểm của chính phủ Mỹ đối với Việt Nam, đó là họ luôn luôn không mong muốn rằng cái thể chế cộng sản, cái thể chế tức là cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức một cách của nhà nước dùng những cái thao túng tiền tệ để nuôi những công ty nhà nước, để làm méo mó thị trường và làm cho những công ty tư nhân không thể phát triển được. Thì đấy là cái điều mà rất là nhiều lần phía Mỹ, phía Liên minh châu Âu cũng như nước Đức đã cảnh cáo và yêu cầu Việt Nam có những cái điều chỉnh thích hợp. Chính vì vậy vừa qua Liên minh châu Âu đã ký kết hiệp định thương mại tự do với Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6, để hy vọng rằng là thông qua cái hiệp định này thì phía Việt Nam sẽ thực hiện những cái cam kết, những cái hiệp ước đối với người lao động, đối với nhân quyền và đối với tự do báo chí, tự do biểu đạt một cách tốt hơn. Tuy nhiên từ giờ đến lúc đó thì thời gian còn dài, và liệu Việt Nam có thực hiện hay không, đấy là một câu hỏi lớn. Và hiện nay thì ngay cả nước Mỹ, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lãnh đạo đất nước, thì họ cũng đã có cái thái độ rất rõ ràng với Việt Nam, đó là việc là không để Việt Nam thao túng tiền tệ và không muốn Việt Nam lợi dụng chính phủ Mỹ, lợi dụng chính quyền Mỹ để đưa hàng của những cái nước khác thông qua Việt Nam vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Đây là và cũng như những cái thông báo mà chúng tôi đã đưa cho các bạn xem từ lần trước, hiện nay thì ở Việt Nam đang diễn ra một cái việc thay đổi rất lớn về cơ cấu kinh tế, đó là chuyển từ cái cơ cấu kinh tế nhà nước sang cơ cấu kinh tế tư nhân. Và cái đại hội cái Trung ương 10 vừa qua đã có những cái thông báo rõ ràng, và
Chính vì vậy sau đó rồi chúng ta đã thấy xuất hiện rất nhiều những cái hình ảnh mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn đi để quảng bá, quảng cáo cho những cái doanh nghiệp tư nhân, mà cụ thể đó là một công ty hàng đầu của Việt Nam, đó là công ty tập đoàn VinGroup, mà đặc biệt là có VinFast đang sản xuất ô tô tại Việt Nam. Và công ty này đang rất tham vọng sản xuất ra những chiếc xe để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thế giới. Và trong những cái chương trình trước đây thì chúng tôi cũng đã nói và đã thông báo cho các bạn rằng là cái thông tin về việc mà cái công ty VinFast này đã sản xuất xe gì và đã bán xe gì, thì chúng ta đã biết rất rõ họ với chiêu bài là dùng vay tiền của Đức là 950 triệu USD với sự bảo trợ của Hermes tại Đức để nói rằng nhập công nghệ Đức và sản xuất xe Đức. Và quả thật thì sau đó thì các bạn cũng đã thấy họ cũng có đưa ra một số cái chiếc xe có vẻ như là dùng máy của BMW, hình thức thì na ná như vậy, tất nhiên là dùng động cơ đốt trong, chạy đi chạy lại, chụp ảnh đưa sang Paris, thuê David Beckham cùng Hoa hậu Việt Nam để quảng cáo, tốn kém hàng triệu đô la. Nhưng mà khi họ mở bán xe vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, thì chúng ta lại thấy công ty VinFast bán các xe dòng VinFast Fadi là xe là công nghệ cũ của Mỹ, tức là của GM của Mỹ. Và trong máy khi các bạn mở ra thì sẽ thấy là không phải máy Đức, mà là máy nó đóng dập nổi rõ chữ là GM. Thế thì như vậy đặt ra một cái câu hỏi là tại sao công ty VinFast, tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại quảng cáo, quảng bá và đưa hình ảnh những cái người lãnh đạo quốc gia như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, như Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra để quảng cáo cho xe công nghệ châu Âu, nhưng cuối cùng lại đem bán xe và dùng máy móc thiết bị bên trong lắp ráp từ những cái xe đã bị thải hồi, tức là từ công nghệ đã bị thải hồi từ lâu là của hãng GM của Mỹ. Thì đấy là cái điều rất mâu thuẫn mà người dùng chắc chắn rằng tới đây sẽ phải lĩnh hậu quả rất nặng nề, bởi vì khi quảng bá một đường và bán hàng một nẻo, nhất là những chiếc xe đó không được đưa ra đánh giá ở những cái nơi thử nghiệm, như các bạn cũng đã xem trong một cái số bài báo mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn trước đây. Đấy, vì đây là bài báo ví dụ như của Dân Trí, nói rất rõ là VinFast Fadi chưa được thử nghiệm với tổ chức đánh giá xe mới của Asia NCAP. Và trước đó một tuần thì tôi cũng đã đưa cái thông báo cho các bạn biết về việc là chiếc xe này cũng vẫn không được thử nghiệm ở Euro NCAP như là các bài báo trong nước đã đăng trước đó. Và điều đó phải nói rằng là sự lừa dối của những cái doanh nghiệp bẩn ở trong nước để người dùng Việt Nam mua phải hàng dởm và hàng không đúng chất lượng. Và chính vì vậy mà người Việt Nam của chúng ta luôn chịu thiệt thòi, và đất nước của chúng ta luôn luôn gặp phải những rắc rối, những khó khăn khi mà chính phủ Mỹ và những chính phủ văn minh trên các quốc gia trên thế giới họ đánh thuế hoặc là họ hạn chế những cái vấn đề cho đất nước Việt Nam, thì trong đó có các bạn bị ảnh hưởng. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới và tiếp tục đưa tin một cách trung thực, thẳng thắn và đúng đắn để cho người dân trong nước biết. Và ban tuyên giáo không nên chặn những cái tờ báo ở hải ngoại, ở nước ngoài có đăng ký chính thức như Thời báo hoặc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hoặc là BBC hoặc là EFA hoặc EFI của Pháp, bởi vì những cái thông tin đó là trung thực, là ngắn gọn, là đơn giản để cho người dân Việt Nam, để cho các doanh nghiệp Việt Nam, hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam, hàng chục triệu, 90 triệu người dân Việt Nam đọc được thông tin sự thật, biết được sự thật. Và bản thân những cái lãnh đạo trong nước họ cũng đọc được, và chính vì vậy mà khi biết được sự thật thì họ mới có thể có những quyết sách và cho để xây dựng đất nước, đưa đất nước của Việt Nam của chúng ta văn minh hơn, giàu mạnh hơn và hội nhập quốc tế một cách tốt hơn. Và hôm nay chúng tôi tường thuật tại đây, ngay tại trung tâm Berlin, và phía sau của tôi là tòa đại sứ Mỹ tại Berlin. Và trong thời gian tới chắc chắn rằng vấn đề mà đánh thuế đối với Việt Nam của Mỹ sẽ tiếp tục bị đưa ra, không phải chỉ ở Mỹ mà có thể sẽ lan sang châu Âu và những nước khác nữa. Bởi vì khi Việt Nam không thực hiện đúng các cam kết thương mại, không tôn trọng về vấn đề nhân quyền, tự do biểu đạt của người dân, thì như vậy cái chế độ đó chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt tiếp theo, và những cái quan chức mà điều hành những cái đất nước đó, quan chức mà vi phạm những vấn đề nhân quyền đó, đàn áp người dân đó, cũng sẽ bị trừng phạt với những cái đạo luật mà các nước văn minh họ sẽ ra. Bởi vì các bạn cũng đã biết hiện nay trên thế giới không còn bao nhiêu những nước mà thuộc thể chế cộng sản đang nắm quyền, chỉ còn có Việt Nam, chỉ còn có Cuba, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc mà thôi.
thì những cái đất nước này họ cũng đang phải đối mặt với những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Đó là Venezuela là nơi mà kinh tế đã, nền kinh tế đã phá sản và đồng tiền không còn giá trị và hỗn loạn. Tại Cuba thì một đất nước rất là nghèo và bị cấm vận và cũng là một nơi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cấm đoán người dân đủ thứ. Và tại Trung Quốc thì tệ hơn, cũng tệ không kém gì Việt Nam, tệ hơn Việt Nam. Vì ở đó những cái người dân ở những cái vùng đất mà vùng xa và những cái vùng dân tộc thiểu số của Trung Quốc cũng bị đối xử một cách không bình đẳng và cũng đang bị Mỹ và các nước châu Âu lên án mạnh mẽ. Thì hy vọng rằng qua những cái thông tin này, qua những cái sự thật này thì chính phủ Việt Nam sẽ có cái biện pháp tốt hơn để tránh bị phía Mỹ cũng như là các nước châu Âu áp thuế cao vào các sản phẩm của Việt Nam. Bởi vì những cái sản phẩm của Việt Nam mà khi bị áp thuế đến hơn 400% như thế này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái người lao động của Việt Nam. Họ sẽ mất việc làm và những cái sản phẩm khác mà cạnh tranh lành mạnh, những cái người mà thực sự lành mạnh họ làm việc và đưa sản phẩm ra thị trường thì họ cũng bị liên lụy theo, bởi vì là họ không xuất khẩu được cái sản phẩm đó nữa. Và tới đây những sản phẩm khác chủ lực của Việt Nam như may mặc, giày da hoặc là túi, hoặc là những cái sản phẩm về nông thổ sản, thủy hải sản cũng sẽ có thể bị Mỹ và các nước châu Âu xem xét đánh thuế nếu Việt Nam không tôn trọng những cái điều công ước quốc tế và không tôn trọng cái luật chơi chung của quốc tế và thế giới. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay xin lỗi các bạn một chút, bởi vì tôi phát hôm nay hơi muộn một chút, bởi vì trước đó tôi đã phải có cái hai cái chương trình video để phát về cái vụ cháy ở trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin, cho nên là ngày hôm nay tôi phát hơi muộn. Mong rằng các bạn thông cảm và lần sau chúng tôi sẽ phát đúng giờ hơn. Cảm ơn các bạn và chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới của Thời báo .de, Lê Trung Khoa, Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn hãy nhớ bấm theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa, của Thời báo .de, YouTube của Thời báo .de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, thật nhất, phục vụ cho cuộc sống, cho học tập của con cái các bạn và cho tất cả chúng ta.